Và bây giờ xin mời bà con mình tiếp theo tập thứ 26 của Nhật ký An Lộc. Vì là người đại diện cho các chiến sĩ xuất sắc đợt đó nên tôi được ban tổ chức, tức cục tâm lý chiến đưa cho mấy bài diễn văn đã làm sẵn, tôi chỉ đứng đọc mà thôi. Bây giờ tôi mới thấy đằng sau hậu trường chính trị một chút thôi. Ý tôi muốn nói là những sắp xếp khi ra trước đám đông, sĩ quan hướng dẫn cho phái đoàn chiến sĩ xuất sắc này là hai người, một đại quý, một trung quý thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Hai người này lo phần ăn ở cho phái đoàn. Chúng tôi được ở tại khách sạn Ambassador đường Công Lý, do dòng họ Lê ở Bình Định làm chủ. Thoạt đầu, phái đoàn được vào Dinh Độc Lập ý kiến Tổng thống, dự dạ tiệc ngay tại công viên Dinh Độc Lập. Mỗi chiến sĩ xuất sắc được Tổng thống tặng 10.000 đồng vào một cái hộp quẹt Zippo có khắc chữ ký của Tổng thống. Đại tướng Cao Văn Viên thì tặng mỗi chiến sĩ 5.000 đồng. Các chiến sĩ ai cũng được thưởng huy chương, đồng thời ghi rõ tiểu sử cùng chiến công vào một cuốn sách. Tôi được trao tặng Nhân Dũng Bội Tinh. Tôi chưa bao giờ nghe tới cái tên thứ huy chương này, không hiểu nó đã có từ đời nào hay là mới được tạo ra. Tôi hỏi hai sĩ quan phụ trách thì họ nói là huy chương này quý lắm, chỉ sao có Bảo Quốc huân chương thôi. Họ còn nói thêm, bác sĩ được huy chương này là nhất rồi, tôi cũng cố tin như vậy cho xong việc. Trong bữa dạ tiệc tại vườn dinh Tổng thống, tôi được ngồi bàn đặc biệt có Tổng thống, Đại tướng Cao Văn Viên, Đề đốc Trung Tấn Cang, bà Nguyễn Thị Hai, chủ nhân công ty dược phẩm cùng tên và quý vị chủ tịch Thượng Hạ Viện. Cùng với tôi có thêm ba chiến sĩ xuất sắc nữa. Tôi ngồi cạnh Đại tướng Cao Văn Viên, ông hỏi tôi, thiếu tá thuộc đơn vị nào? Thưa Đại tướng, tôi ở bệnh viện tiểu khu Bình Long An Lộc. À, thiếu tá là bác sĩ ở An Lộc hả? Tôi gật đầu đáp. Thưa dân, tôi tham dự trận này suốt từ đầu tới cuối. Đại tướng Viên liền quay sang Tổng thống Thiệu nói, thưa Tổng thống, thiếu tá đây là bác sĩ tại bệnh viện tiểu khu Bình Long. Ông Thiệu đang nói chuyện với bà Hai, nghe vậy liền quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi nhíu mày như cố nhớ một điều gì. Ông nói, tôi có lên đó hình như tôi không gặp bác sĩ ở đó. Tôi thầm nghĩ ông này hay thật, làm đến Tổng thống chắc cũng phải có một cái tài nào đó. Tôi vội giải thích. Khi Tổng thống lên quỹ lão binh sĩ thì trùng với ngày tôi đi phép nên không được hân hạnh tiếp kiến Tổng thống. Câu trả lời của tôi làm Tổng thống Thiệu thích thú, mọi người trong bàn cùng trầm trồ, nhân cơ hội này ca ngợi trí nhớ dai của Tổng thống có 102. Ông Thiệu cười hài lòng và có vẻ hãnh diện vì trí nhớ của ông. Tôi nhận thấy tiếng ông như tiếng chuông, chắc là một thứ quý tướng nên ông mới lên tới chức vị cao nhất nước như vậy. Trong buổi tiệc, ông cũng hay nói chuyện tiêu lâm làm mọi người vui vẻ, đỡ căng thẳng vì ngồi gần mặt trời. Tôi thấy Đại tướng Viên là gốc dù nên vuốt ông một câu. À, thưa Đại tướng, An Lộc giữ vững được một phần cũng nhờ những đơn vị phía sư đoàn dù và biệt cách dù. Đại tướng Viên gật đầu đáp, đó là một trong những đơn vị xuất sắc nhất của quân đội ta. Tôi tiếp tục hỏi một câu mà vừa ra khỏi miệng tôi thấy là hơi cù lần một chút. Thưa Đại tướng, thế tại sao mình không cho thành lập thêm vài sư đoàn dù nữa để áp đảo tụi nó giành thắng lợi cho mình? Đại tướng Viên nhìn tôi, thấy tôi hoàn toàn ngây thơ cụ về vấn đề nhà binh nên ông, như một người anh cả kiên nhẫn giảng giải cho tôi hiểu vì sao. Tại bác sĩ không biết chứ thành lập một sư đoàn nhiêu khê lắm, cả một danh sách rất dài để làm, người thì mình có, nhưng tiền thì không. Thành lập một sư đoàn bộ binh không thôi cũng đã tốn nhiều rồi, nói chi tới một sư đoàn dù lại tốn gấp đôi, quân đội không đủ tiền làm chuyện đó. Sau khi ý kiến Tổng thống, chương trình ngày hôm sau, phái đoàn phải tới thăm viếng nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa, cũng có Tổng thống cùng các nhân vật trong chính phủ đi tới lễ các hương hồng tử sĩ đã vị quốc vong thân. Buổi chiều chúng tôi được tòa đô chánh đại tiệc có ông đô trưởng đại tá Đỗ Kiến Nhiễu chủ tọa, lại những bài diễn văn đã soạn sẵn cho tôi đọc, lại vỗ tay, lại đủ thứ. Thú thật tôi không khoái lắm. Ngày hôm sau chúng tôi được đi coi triển lãm chiến lợi phẩm tịch thu của Việt Cộng trên khắp các mặt trận đem về trưng bày tại sân vận động Hoa Lư đường Đinh Tiên Hoàng. Tôi thấy trong đó có ba chiếc xe tăng T-54 của Việt Cộng còn mới nguyên được trưng bày trên sân cỏ. Tôi biết một trong những chiếc đó đã bị quân ta tịch thu tại trận An Lộc. Nhiều súng lớn đủ loại, cả những súng phòng không cao nghèo nghèo. Tổng thống Thiệu chủ tọa xong đi xem một lượt rất nhanh rồi đi về. Tôi ngồi trên những chiếc ghế cao phía xa cùng với mấy người khác, không hòa mình vào đám đông.
tôi đề phòng nhỡ có đứa nào muốn ám sát tổng thống mình đi gần bị vạ lây. Tôi thấy có một đoàn nữ sinh mặc áo trắng đứng quanh sân chào mừng tổng thống và quan khách. Tôi nhận thấy họ chỉ là nữ sinh giả thôi, vì trong đó có nghệ sĩ Mộng Tuyền cũng mặc áo dài trắng nữ sinh lẫn lộn với mấy người đẹp khác. Tôi thấy tổng thống đứng hơi lâu bên Mộng Tuyền, cười nói thoải mái. Tôi có nghe đồn Tông Tông khoái cô nghệ sĩ này lắm, mà quả thật cô có duyên và rất đẹp. Sau khi đi xem hết một vòng, Tông Tông lên xe về, tôi mới lững thững đi xuống, chợt thấy Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đeo kính trắng, đang đi tà tà tới. Tôi định tiến lại chào ông, nhưng thấy hai bên ông đám vệ sĩ gồm gồm nhìn, còn ông thủ tướng thì mặt lạnh như tiền, coi như không có ai ở chung quanh cả. Tôi vội quay đầu đổi hướng lui nhanh về phía khác. Sau buổi sáng đi xem triển lãm chiến lợi phẩm, chiều hôm đó phái đoàn chúng tôi được Quốc hội đãi tiệc, rồi tiếp tục ngày tới là Thượng viện, rồi lần lượt các quận trong đô thành Sài Gòn thay phiên mỗi quận một ngày tiếp đãi chúng tôi. Tôi còn nhớ ngày Quốc hội đãi tiệc phái đoàn chúng tôi, sau khi tan tiệc ra về, chúng tôi đi thang máy xuống đường cùng với một số dân biểu, một vị dân biểu trẻ tuổi bước tới tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Trọng Nho, rất biết ơn các bạn đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ nền Cộng hòa công chính của chúng ta. Anh đưa tay bắt tay tôi rất chặt, chưa bao giờ có người bắt tay tôi một cách chí tình đến thế. Anh như muốn truyền cho tôi tất cả những nhiệt tình yêu nước của anh. Tôi thấy anh có một hấp dẫn lạ lùng với người đối diện. Tôi chỉ nghe danh anh từ những năm trước là vua sinh viên xuống đường chống độc tài gia đình trị. Bây giờ tôi mới được hân hạnh nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, thật là thích thú. Tôi thấy buổi tiệc tiếp tân hôm nay ít ra gặp được dân biểu Nguyễn Trọng Nho cũng làm cho tôi thấy đỡ nhàm chán một chút. Chúng tôi không có cơ hội được nói chuyện nhiều, chỉ gặp gỡ trong giây phút thôi, rồi mỗi người lại đi một ngã. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy vui và có cảm tưởng như đã gặp được một người mình tin tưởng được. Ngày hôm sau là ngày Thượng viện đãi tiệc chúng tôi tại một tủ lầu trong chợ lớn. Đáng lẽ chúng tôi phải đi cùng với phái đoàn, nhưng bác sĩ Liệu có sẵn xe jeep ở hậu cứ sư đoàn dù, đề nghị ba chúng tôi dùng xe đó đi riêng. Vị trung úy tổng cục chiến tranh chính trị có nhiệm vụ hướng dẫn phái đoàn giống như một ông bầu, ngần ngừ, có ý không chịu vì ông ta không muốn gây xáo trộn trong chương trình ông đã có trách nhiệm thi hành cho thật đúng. Sau vì cả nể, ông đồng ý cho tụi tôi được dùng xe jeep đi riêng đến địa điểm tiếp tân. Không ngờ hôm đó kẹt xe, chúng tôi đến trễ nửa tiếng, vào tới bàn tiệc thì mọi sự đã bắt đầu. Thay vì tôi lên đọc bài văn soạn sẵn cảm ơn các vị thượng nghị sĩ thì một chiến sĩ xuất sắc khác đã được ông bầu phái đoàn đưa lên thay. Vì đến trễ nên chúng tôi quả thật đã làm xáo trộn chương trình đã ấn định từ trước. Ông sĩ quan điều hợp phái đoàn chắc phải một phen lên ruột. Ông nhìn chúng tôi với ánh mắt như trách móc. Chúng tôi chỉ có nước ngồi cười trừ thôi. Sau bữa tiệc, cả ba chúng tôi đến ngỏ lời xin lỗi ông sĩ quan điều khiển chương trình. Dĩ nhiên ông ta cũng bỏ qua. Nhân dịp tham dự phái đoàn chiến sĩ xuất sắc này, tôi đã được biết thêm hai người bạn mới. Ngoài hai ông bác sĩ trẻ ở đơn vị dù và biệt động quân, đó là Hạ Sĩ Cường của tiểu đoàn 2 nhảy dù và Thiếu Quý Trí trung đội trưởng trinh sát thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Thiếu Quý Trí người Sa Đéc, một sự tình cờ ban tổ chức đã sắp xếp cho hai chúng tôi ở chung một phòng tại khách sạn Ambassador trong suốt những ngày thủ đô chào mừng phái đoàn chiến sĩ xuất sắc toàn quốc nhân ngày Quốc Khánh. Vì vậy, chúng tôi có dịp nói chuyện với nhau sau những bữa tiệc khi về phòng. Sau khi tắm rửa xong, chúng tôi thấy thoải mái sau một ngày tiệc tùng tại các quận đô thành, gợi chuyện ông bạn cùng phòng. Anh được chọn làm chiến sĩ xuất sắc vì trận nào vậy? À, trận Bắc Chân Thành. Tôi vội cướp lời anh, trên quốc lộ 13 phải không? Trí ngạc nhiên hỏi tôi, ủa, sao bác sĩ biết? Tôi là bác sĩ bệnh viện tiểu khu An Lộc, tụi tôi bị dây ở đó cả tháng rồi, cũng vì mấy cái chốt tụi nó đóng ở tại phía Bắc Chân Thành nên chiến đoàn đặc nhiệm lên không được để giải tỏa cho tụi tôi. Đúng rồi, vì tụi Việt Cộng nó đóng chốt chặn giữ giữa quốc lộ 13 trên đường vào An Lộc, sư đoàn chúng tôi lên không được, hao tốn khá nhiều, thay hết đơn vị này tới đơn vị khác, sau cùng tới lượt đơn vị tôi cũng chỉ là thư sinh mới ra trường thôi. Thực ra cũng được gần 2 năm, nhưng những thời gian đầu tôi ở bên tiếp dẫn, vì thiếu sĩ quan nên tôi bị đổ ra đơn vị này.
Tôi cũng thấy như vậy, ông bạn mới của tôi nhỏ con không có vẻ gì là dân tác chiến cả. Bề ngoài trông ông bạn trẻ của tôi chỉ hợp với nghề văn phòng, nên tôi cũng tò mò muốn biết chiến thuật của ông ra làm sao mà thắng được địch để trở thành chiến sĩ xuất sắc. Tôi hỏi tiếp, rồi à, sau đó thế nào? À, nhận được lệnh tôi lo, chỉ sợ làm không được việc thì tức lắm. Tôi hỏi mấy đơn vị trước xem tụi Việt Cộng đánh đấm ra sao, họ đều nói tụi nó có đánh đấm gì đâu, nó cứ đóng chốt trải rác, chút nọ bảo vệ chút kia, tên nào chết thì có ngay tên khác thay thế, cho nên quân mình dường như không thể nào tiến lên được một bước nào. Biết được vậy, tôi nạp suy nghĩ mấy đêm liền, kêu mấy hạ sĩ quan nhiều kinh nghiệm chiến trường tới bàn bạc tìm kế phá tụi nó. Họ đều nói là muốn phá chốt chỉ có mỗi một cách là phải đánh đêm thôi, không dùng súng mà dùng lựu đạn. Ban ngày chúng tôi quan sát địa thế chiến trường, những chỗ nào tình nghi có chốt đều được ghi rõ. Ban đêm chúng tôi dùng Starlight Scope của Mỹ viện trợ cho dùng để quan sát ban đêm, rồi chúng tôi cho lính mình bò lên tận nơi thấy lựu đạn vào chốt. Cứ từ từ như vậy chúng tôi đã tiến lên được cả cây số. Chúng tôi đã nhổ cả mấy chục cái chốt và thiệt hại của quân mình rất ít. Ông chỉ huy trưởng của tôi rất mừng, vì vậy tôi mới được tuyên dương trở thành chiến sĩ xuất sắc. Ha, hay lắm, đúng là muốn nhổ chốt chỉ có cách đó thôi. Nhưng tôi lấy làm lạ tại sao không đem B-52 trải thảm là dẹp chốt dễ dàng không? Thì tôi thấy không có lợi, dùng B-52 chỉ có hiệu quả khi nào địch tập trung quân lại thôi. Còn nó đóng chốt tổng cộng số quân chỉ chừng một đại đội là cùng thì không bỏ, rất tốn kém. Lại có khi không trúng nữa vì diện tích mục tiêu quá nhỏ. Nếu vậy mình dùng nghi binh chắc chắn tụi nó có kiểm thính. Mình làm bộ là sẽ cho B-52 trải thảm để cho địch bắt được cái tin ấy qua radio. Chúng nó tưởng thật trút hết quân về khu an toàn. Thế là mình có quyền đường hoàng đi mà không sợ bị một thiệt hại nào cả. Thiếu Quý Trí cười. Bác sĩ giàu tưởng tượng thật, cái đó cũng hay lắm, nhưng làm sao mình biết được là tụi nó có bắt được tên B-52 trải thảm, làm sao kiểm chứng được là tụi nó sẽ rút quân. Tôi nghĩ chỉ có một cách như tôi đã trình bày, là tung quân cảm tử đánh đặc công như tụi nó, nghĩa là gãy ông đập lại lưng ông thì mới có kết quả. Không sai, bằng chứng là anh đã thành công và đang về đây dưới danh nghĩa là chiến sĩ xuất sắc nên tôi mới có cơ hội gặp anh. Sau lần đó anh trở lại đơn vị, nhưng lần này anh cho tôi biết là đơn vị của anh sẽ rút về vùng 4, không còn ở vùng 3 nữa. Từ ngày đó tôi không còn có duyên gặp lại anh nữa. Cầu mong sao anh được bình an sống sót qua được cuộc chiến này. Còn trường hợp của anh hạ sĩ nhảy dù tên Cường, tôi được biết khi ngồi chung xe buýt với anh trong chuyến đi các quận đô thành dự tiệc, cũng cùng một câu hỏi. Anh đã dự trận nào mà được trở thành chiến sĩ xuất sắc vậy? À thưa anh, em dự trận quản trị. Cường xưng em với tôi rất tự nhiên, không giống như một cấp nhỏ đối với cấp trên. Trong cách xưng hô của Cường đối với tôi cảm thấy có một điều gì đặc biệt. Một sự tin cẩn thật thà như giữa những người trong gia đình ruột thịt. Chỉ cần một giây phút đầu thôi là chúng tôi đã cảm thấy thân nhau như từ lâu lắm. Đó là đầu mối của một tình thân lâu dài về sau. Kể cho anh nghe chiến công của em đi. Chiến công của em dễ dàng lắm, chính bản thân em chẳng thấy gì đặc biệt cả. Em ngạc nhiên khi thấy mình được đề cử làm chiến sĩ xuất sắc năm nay, em cứ nghĩ là được cái anh Dũng bộ tinh gì đó là cùng. Đúng lắm, đó là tâm trạng chung của hầu hết các chiến sĩ xuất sắc. Khi cố gắng thi hành phận sự, ai có nghĩ là mình sẽ được đền bù này nọ đâu. Chúng tôi chỉ cốt sao chu toàn bổn phận là mừng rồi, còn rất trẻ, chỉ mới có 23. Trong anh hạ sĩ nhảy dù căn trường này vẫn còn những nét học sinh, mặc dù cũng đã hơn 2 tuổi lính và dự khá nhiều trận rồi, nhưng theo Cường trận quản trị là trận gây go nhất. Tôi khuyến khích Cường kể tiếp. Chiến công nào cũng là chiến công cả, Cường kể tiếp đi. Hồi ở quản trị, tiểu đội của em ở ngay tuyến đầu, 2 ngày rồi tụi em bị dẫm chân tại chỗ vì mấy cái chốt đóng ngang sườn đồi. Nó nhìn thấy mình mà mình không thể nhìn thấy nó, vì tụi nó có lợi thế ở trên cao, lại có hầm nấp đàng hoàng, trong khi quân mình từ dưới đi lên rất là trống trải. Dù hy sinh cách mấy cũng không tài nào lên để phá chốt được, có kiểm soát được ngọn đồi đó thì mình mới có lợi thế đánh ngang hông để dứt điểm tụi nó được. Ông đại đội trưởng của em rầu rĩ quá, em thương ổng quá vì không phải thuộc loại thiết quân coi thường sinh mạng binh sĩ, em suy nghĩ làm sao dẹp được mấy chốt đó thì mới sướng được. Em bàn với ông thiếu quý trong đội trưởng của em là để em dẫn theo hai tay tình nguyện đi theo em dòng xa mấy cái chốt đó lên cao hơn một chút, rồi đi thẳng xuống cái chốt khó nhai nhất ở chính giữa sườn đồi, trù bất ngờ đánh xuống lật ngược cái thế thượng phong của tụi nó, làm cái lợi thế của mình. Tung thay quá, ông trong đội trưởng của em đành gật đầu ân thuận cho em đi, vì biết rằng rất nguy hiểm cho tụi em.
Chết dễ như chơi vì mình không biết địch còn bao nhiêu chốc nữa chưa phát hiện được đang chờ đón mình. Tôi ngắt lời Cường nói, nguyên cái vụ tình nguyện đi phá chốt nguy hiểm như vậy cũng đáng tuyên dương công trạng lắm rồi. Vậy mà Cường còn khiêm nhượng mãi, thôi kể tiếp đi, đến hồi gây cấn rồi đó. Cường mỉm cười gật đầu tiếp. Em dẫn hai đồng đội tình nguyện đi ra xa khoảng nửa cây số rồi thận trọng tụi em bò lên đỉnh đồi. Em chọn chỗ có cỏ tranh mọc cao hơn đầu người, cẩn thận đi từng bước một vì sợ nó gầy mìn. Em bò lên được lưng chừng sườn đồi thì có tiếng hỏi. Ca nào vậy? Em giật thót cả người, nhanh trí không em đáp bừa. Ca ba đây đồng chí. Đồng thời em đứng thẳng dậy, thấy lố nhố ba thằng lính chính quy Bắc Việt. Chúng nó cũng đã trông thấy em. Một thằng kêu lên. Nguyễn Vũ đồng chí ơi! Nó chưa dứt lời, em đã tri cho cả một băng M16 vào cả ba tên. Chúng gục ngay tại chỗ không kịp bắn một phát nào. Em cho một người lên trước thám hiểm xem có còn đứa nào không. Chúng chỉ có ba tên thôi. Em cho một anh bạn về báo cho trung đội em biết, đồng thời chuyển quân qua con đường tụi em đã dọn sạch. Nếu tụi nó biết tấn công hai đứa tụi em thì em cũng có quân tiếp diện. Sau khi còn lại hai tụi em đặt một trái mìn Claymore trên lối mòn mà em đón tụi địch sẽ đi qua. Xong xuôi chúng em vô hầm chốt có tụi nó ngồi chờ, vì chung quanh không có chỗ nào trốn núp được. Chừng 10 phút sau em thấy ba tên đi dọc theo lối mòn nói chuyện với nhau rất tự nhiên như chẳng có gì xảy ra cả. Thì ra nơi tuyến đầu tiếng súng nổ là thường, chắc tụi nó ỷ phía này không có quân mình nên không có quan tâm mấy. Em bấm quả mìn khi chúng còn cách độ chừng 10 thước, tiếng nổ của trái mìn vang lên. Em thấy ba đứa nó biến mất chẳng vết tích đâu cả, chỉ thấy dấu máu đầy chỗ chúng đứng thôi. 20 phút sau thì trung đội của em lên tới nơi, từ đó chúng em nhổ những cái chốt còn lại rất dễ dàng. Đó, chiến công của em đó anh à, cũng là may thôi, nếu địch đừng tưởng lầm tụi em là quân tụi nó, cứ chờ cho tụi em tiến lên lê một chặng AK là em đâu có dịp gặp anh ở đây. Đúng rồi Cường à, con người ta có số cả, nhưng Cường quả thật can đảm lắm và cũng đa mưu túc trí chứ chẳng chơi đâu. Cường cười hồn nhiên nhưng chợt giọng em trầm xuống. Chiến tranh cả anh à, vì mạng sống của mình em phải làm thế. Em thấy nếu mình không hạ nó thì nó chẳng tha mình, nên em phải ra tay trước. Tuy nhiên em thấy thế nào ấy, tụi nó còn trẻ lắm. Em đậu chừng 18-19 tuổi thôi, bằng tuổi thằng em trai em. Em còn ông bác ở ngoài Bắc, biết đâu mấy tên địch không may đó là bà con của em thì đau lắm. Tao vội an ủi Cường, mà thật ra cũng như nói với chính tôi để quên đi cái cảnh nồi da sáu thịt. Thôi, chuyện đã qua rồi, miễn là mình còn sống là may rồi, đừng có nghĩ lẩn thẩn nữa. Rồi tuần lễ chào mừng các chiến sĩ xuất sắc toàn quốc nhân ngày Quốc Khánh năm 72 cũng qua đi. Mỗi năm phái đoàn còn được cho đi xuất ngoại sang bên Đài Loan thăm viếng và trao đổi kinh nghiệm chống cộng tại nước này một tuần. Nhưng năm nay vì thời sự chiến cuộc có vẻ khẩn trương, lại thêm Mỹ Việt Nam hóa chiến tranh cũng như những diễn biến về hội nghị hòa bình Paris giữa Mỹ với chính phủ Cộng sản Hà Nội, nên cái món du lịch nước ngoài bị hủy bỏ. Số tôi là thế, có tiếng nhưng chẳng có miếng, đã là số mạng thì còn gì nữa đâu để buồn. Thế là sau một tuần phèo phẫn, tôi được trở về với công việc tại Tổng Y viện Cộng Hòa, tôi lại bắt đầu một cuộc đời mới, lại có những kinh nghiệm mới vui có buồn có, tôi lại có cơ hội phục vụ các đồng đội của tôi. Tuy cùng một môi trường nhưng với một kỹ thuật cao hơn, hữu hiệu hơn, đúng như lòng mong muốn của tôi là tay nghề của mình phải lên cao mãi. Mặc dù tổng số các bác sĩ quân y tham dự trận này là 16 người, một con số mới nhìn vào tưởng là đủ, nhưng trên thực tế cả chiến trường chỉ trông mong vào một bệnh viện tiểu khu thì quá thiếu. Có thể các cấp chỉ huy đã nghĩ rằng phương tiện tản thương mới là chính. Điều đó chỉ đúng trong một thời gian rất ngắn ở giai đoạn đầu, khi trực thăng còn có thể đáp xuống An Lộc. Tới hồi cao điểm của cuộc chiến, bệnh viện tiểu khu trở thành vai trò chủ yếu vì đường bộ và đường hàng không đều bị cắt cả. Thay vì phải có ít nhất 3 toán giải phẫu giả chiến thay phiên nhau làm việc, trong suốt cuộc chiến chỉ có một toán giải phẫu bao giàn tất cả. Sự phối hợp giữa tiểu đoàn 5 quân y và bệnh viện tiểu khu rất tốt và có kế hoạch đàng hoàng, nhưng khi thương binh tràn ngập bệnh viện với số người như vậy vẫn không thể đáp ứng nổi nhu cầu. Bây giờ kiểm điểm về những bạn bè đã cùng tôi đi qua đoạn thời gian ấy, nay sau 30 năm ai còn ai mất. Trước hết về phía quân y, những người đã sống cùng tôi trong bệnh viện tiểu khu Bình Long, bác sĩ Nguyễn Phúc, nguyên y sĩ trưởng bệnh viện, vì một tình cờ nào đó anh vượt biên cùng một thời gian với tôi và chúng tôi gặp nhau tại sở xã hội ở Los Angeles vào đầu năm 1980, anh cười cười nói đùa với tôi. Lại gặp nhau nữa, chăng quá!
chúng tôi cùng đi học lớp Kaplan, luyện thi cho ECFMG và FLEX, kỳ thi tháng 7 và tháng 12 năm ấy. Chúng tôi may mắn đều đậu ngay lần thi đầu tiên. Sau đó chúng tôi lại chia tay nhau, nhưng đều đi lên miền Bắc Mỹ để kiếm bệnh viện học về chuyên khoa. Chúng tôi mất liên lạc từ đó. Cho tới năm 1999, tôi mới biết anh hiện giờ đang làm việc ở Veteran Hospital, tiểu bang Minnesota. Anh cho biết bây giờ chỉ tà tà vui thú điền viên thôi. Vì hai đứa con trai anh bây giờ đã lớn, hai cháu đều học rất giỏi. Cháu lớn đang học ở Mayo Clinic, chương trình MD, PhD, chắc nay cũng xong rồi. Bác sĩ Lê Hậu Chí sau năm 75 cùng ở trong trại cải tạo với tôi ở mật khu Bù Gia Mập, đã ở lại Sài Gòn tiếp tục hành nghề làm tại Bệnh viện Nguyễn Văn Học gần nhà anh. Tôi không được tin tức gì chính xác nhưng nghe nói anh khá thành công. Thượng sĩ Lý sau khi lên chuẩn quý tôi có gặp một lần ở Sài Gòn trước 75. Trung sĩ Sáu Sòm lên thượng sĩ đối về bệnh viện tiểu khu Sa Đéc quê của anh. Binh Nhất Thiện và những người trong toán giải phẫu sau này tôi hoàn toàn mất liên lạc, không biết hiện giờ họ ở đâu. Cô Bích sau khi tôi đổi về làm tại Tổng Y viện Cộng Hòa có đến thăm tôi một lần nhưng không gặp. Cô có để lại một chục trứng gà cô mang từ Long An lên để biếu tôi. Có một lần tôi với bác sĩ Lê Quang Tín ngồi uống bia ở đường Lê Lợi gặp cô đi cùng với người hồng của cô là Trung Quý Dù. Chúng tôi chỉ chào hỏi rồi mạnh ai đi đường nấy. Sau năm 75 tôi có nghe cô về lại Bình Long và được phong làm y sĩ lầm ở bệnh viện Quảng Lợi. Tôi không tin điều này vì ai dạy gì trở về nơi có nhiều kỷ niệm kinh hoàng đó mà sống. Thiếu quý Phạm Quang Thu sau năm 75 làm ăn rất khá ở Sài Gòn, nhưng rốt cuộc cũng sang Mỹ mấy năm trước. Nghe nói làm chủ một tiệm furniture nào đó ở Anaheim, tôi cứ nghĩ là Thu ở gần mình, đến thăm lúc nào cũng được. Ai ngờ tôi được tin Thu mới mất đầu tháng 4 năm nay, 2002. Các bác sĩ Tích, Nam Hùng đều đã tới Mỹ và hiện giờ đang ở Nam Cali. Tôi chỉ gặp anh Nam Hùng, còn anh Tích chỉ được nói chuyện điện thoại, chưa có dịp tận mặt. Ông bạn vong niên của tôi là Trung tá Diệm sang Mỹ từ năm 75. Ông đi được cả gia đình. Chúng tôi thật có duyên với nhau. Trường hợp ông Diệm tìm ra được tôi rất ly kỳ. Tôi vượt biên năm 79 với cô em gái. Hai anh em tôi tới Mỹ đầu năm 80, chẳng có bà con thân thuộc gì cả. Vào ngày mồng 2 Tết âm lịch năm 80, tôi không nhớ là Tết con gì. Trong lúc chúng tôi đang nằm buồn nhớ nhà, nhớ Sài Gòn thì có tiếng đập cửa khá mạnh. Tôi chạy ra mở thì thấy cả gia đình ông Diệm đứng đầy cửa. Ông bạn tôi không thay đổi gì lắm nhưng những cậu con của ông đều to lớn dành dàng không thể nhận ra được. Trước vẻ mặt sững sờ ngạc nhiên của tôi, ông Diệm cười toe nói: Ông Quý thấy tôi tài chưa? Nước Mỹ trọng lớn thế này mà tôi tìm được ông trúng phốc mà chỉ trong có một ngày thôi đấy nhé. Tôi mỉm cười trả lời ông: Dĩ nhiên là tôi phục ông rồi, sao ông lại biết tôi ở đây mà kiếm? Cũng chỉ là tình cờ thôi, hôm qua tôi đến nhà một người quen chúc Tết, gặp mấy người mới từ bên đảo qua. Tôi nghe nói họ là bác sĩ, tôi vội hỏi, ở bên đảo ông có nghe nói có bác sĩ nào tên Quý không? Ông bác sĩ đó vội nói: Có, tôi ở chung phòng với một bác sĩ tên Quý, đi cùng với một cô em gái tên Tuệ. Tôi liền la lớn: Đúng rồi, đó là bạn tôi đó. Rồi tôi hỏi tới và biết rằng ông đã sang Mỹ được một tháng và được chùa Việt Nam ở Los Angeles bảo trợ. Thế là tôi phone tới chùa và có địa chỉ của ông nên hôm nay mới mang cả nhà tới thăm ông đây. Nhà ông Diệm ở tận San Bernardino. Trước khi về ông hẹn hôm sau sẽ trở lại đón anh em tôi tới thăm gia đình ông. Thế là chúng tôi bắt được liên lạc với nhau từ đấy. Sau đó gia đình ông Diệm dọn ra Huntington Beach, còn tôi thì đi New York tiếp tục con đường y khoa. Mỗi lần về Cali tôi lại ghé thăm nhà ông thưởng thức những món nhậu hấp dẫn do bà Diệm nấu. Ông lại chuyện ngày xưa rất là thoải mái, không ngờ ông bạn tôi lại bị bệnh mất cách đây mấy năm. Ở gần tôi hiện nay chỉ còn lại sếp lớn của tôi là tướng Trần Văn Nhật sang Mỹ từ năm 75, vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn hăng say làm việc cộng đồng như thuở nào. Tôi biết ông từ năm 1968, tức là 34 năm. Tôi phục ông có tinh thần lạc quan, sáng suốt và nhiều nghị lực. Ông hơn tôi 6 tuổi. Giờ này tôi chỉ muốn vui thú điền viên thì ông lại bay đi Úc, Pháp, đi Canada hay các tiểu bang trong nước Mỹ để nói chuyện với đồng bào, với hoài bão nói vòng tay lớn. Lâu lâu gặp ông nhâm nhi một ly co nhắc thì cũng vui lắm.
viết xong ngày 30 tháng 4 năm 2002. Bác sĩ Nguyễn Văn Quý. Xin cảm ơn bác sĩ Quý và cảm ơn các bạn đã theo dõi tập hồi ký rất hấp dẫn này.